một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ. Đây chính là phiên bản MK2 và được nghiên cứu trong vòng hơn một năm trời. Tức là trước, một là Top Sound TS-01 và thứ hai đó là microphone Neumann TLM-102. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thái Sơn Beatbox. Và hôm nay Sơn muốn chia sẻ với tất cả mọi người một cái niềm vui cho cuối năm 2022 của Sơn. Đó là Sơn và công ty đã sản xuất ra thành công cái sản phẩm đầu tay của shop của Thái Sơn. Đó chính là chiếc microphone Top Sound TS-01 đang nằm ở trên bàn đây. Yeah. Và đây là một trong những cái mẫu đầu tiên trong 200 chiếc microphone đầu tiên sản xuất về. Thì chúng ta hãy cùng xem cái hộp này có gì nhá. À, hai mặt này, có chữ Top Sound, có logo, có topsoundmusic.vn. Và có một cái câu slogan đó là True Sound for the Beginning. Tức là âm thanh thực sự cho sự bắt đầu. À, thì cái microphone này Sơn nhắm cho tất cả những cái bạn nào mới khởi đầu với âm nhạc. Những bạn mà giống như Sơn, khi mà Sơn bắt đầu thì Sơn cũng sẽ mua những cái mic gọi là vừa tầm tiền. Còn bao nhiêu tiền thì lát nữa tiết lộ sau nhá. Nhưng mà phải là cái mic nó vừa tầm tiền. Và để cho chúng ta có thể thu âm, chúng ta có thể làm nhạc, để chúng ta có thể xuất bản ra những cái demo, những sản phẩm âm nhạc đầu tay. Rồi, tìm bên hiểu bên trong nhá. Đấy, bên trong nó có một cái hộp màu trắng. Mở cái hộp màu trắng ra, chúng ta lại thấy một tờ giấy màu vàng. Tờ giấy này đó là manual ha, hay còn gọi là hướng dẫn sử dụng. Thì ở đây thì chúng ta có Top Sound TS-01. Bên trong thì nó sẽ có một cái microphone. Ok, chúng ta bóc luôn. Đấy, tăng 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 tăng. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, được bọc trong một cái túi zip ha. Bên trong có hút chống ẩm đấy á. Đấy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, đó là mic Top Sound màu đen, logo màu đỏ và chữ màu trắng ha. Thì về cơ bản thì một cái microphone thì nó cũng na ná nhau, nhưng mà đây là cái màu sắc mà Sơn rất là thích, bởi vì nó lúc nào cũng phải là màu đen và màu đỏ nha các bạn. Đấy, và bên trong của nó thì là một cái diaphragm, tức là để thu âm. Lõi của nó là 35mm mạ vàng nha các bạn. Đấy, nó rất là giá trị. Và một lát nữa âm thanh như thế nào thì Sơn sẽ tiết lộ cho mọi người sau. Tiếp theo có cái quà tặng kèm, đó là một cái shock mount. Shock mount là gì? Là một cái thiết bị để giữ mic của chúng ta không có bị lay, hay là hay bị cái khi mà chúng ta thu âm thì chắc chắn cái mic chúng ta phải được cố định. Thì đây là cái shock mount để làm việc đó. Cái món quà thứ hai nữa bên trong hộp đó chính là cái foam để bọc cái mic nó như thế này. Và không đâu xa lạ thì nãy giờ các bạn đang nghe Sơn nói là âm thanh chính từ cái microphone Top Sound TS-01 ha. Và cái shock mount và cái foam nó sử dụng như thế này, là chúng ta đã có thể thu âm, chúng ta có thể làm podcast, chúng ta có thể làm story, tất cả mọi thứ liên quan tới thu âm. Và đây chính là âm thanh để cho các bạn có thể bắt đầu cái công việc thu âm ha. Để nói qua một chút thì cái microphone Top Sound TS-01 này thì nó đã là phiên bản thứ hai rồi. Thì nếu như các bạn đã thấy ở trên tay Sơn thì đây là phiên bản đầu tiên mà Sơn cùng bên nhà sản xuất nghiên cứu để đưa ra một cái mic. Nhưng mà về cái phần phần bọc mic này thì Sơn cảm thấy là nó, cái màu của nó hơi là khá là tối. Nó cũng khá là giống những cái mic đắt tiền. Tuy nhiên là đối với Sơn, cái gì mà phải kim loại nó càng sáng bóng càng tốt. Chính vì vậy là cái phiên bản mà Sơn vừa mở hộp đây chính là phiên bản MK2 và được nghiên cứu trong vòng hơn một năm trời. Tức là trước cả dịch Covid luôn thì Sơn có cái phiên bản này. Nhưng mà không ưng lắm về ngoại hình, bởi vì nhìn nó rất là chán ấy, thì chúng ta đã có phiên bản Top Sound TS-01 như bây giờ. Ok, về sao thì nó như thế nào? Thì nãy giờ thứ nhất là nếu như các bạn nào làm podcast, hay là chúng ta thu âm thoại, hay là làm những cái mà radio thôi, thì nãy giờ các bạn đang nghe âm thanh từ chính cái mic Top Sound này. Và Sơn đang muốn để cho các bạn nghe thực sự là một cái âm thanh raw, không có chỉnh sửa gì, để cho các bạn có thể thấy được cái giọng của Sơn khi vào mic này thì nó như thế nào nhá. Mà chắc chắn là nếu những ai thu âm thì chúng ta không thể nào không chỉnh sửa được. Các bạn đừng bao giờ nghĩ là âm thanh mà chúng ta đang nghe từ các podcast, hay là nghe từ ca hát, hay là nghe từ tất cả mà không sửa gì mà vẫn hay, thì điều đó không thể. Mà đây là cái âm thanh raw. Và cái âm thanh của mic Top Sound TS-01 này nó khác biệt như thế nào? Thì Thái Sơn sẽ thử hát một bài, sau đó Sơn sẽ thu lại. Và thậm chí Sơn sẽ so sánh cái mic TS-01 này với một cái mic
giá đắt gấp 10 lần nó, đó là Neumann TLM-102. Và đến giờ thì các bạn vẫn chưa biết giá của mic đúng không ạ? Cuối clip Sơn sẽ tiết lộ. Ok, thì trước mặt của các bạn đó là hai cái microphone. Một là Top Sound TS-01 và thứ hai đó là microphone Neumann TLM-102. Và Sơn tiết lộ ngay ban đầu là cái mic Neumann TLM-102 này nó đắt phải gấp hơn 10 lần, mười mấy lần so với cái mic của Sơn sản xuất ha. Và đây là cái mic của Sơn sản xuất. Thì về cái phần thoại thì các bạn có nhận ra sự khác biệt hay không? Sơn đang đổi mic cho các bạn nghe này. Đây, Sơn đang đổi mic cho các bạn nghe. Đây là cái mic đắt gấp mười mấy lần. Đây là cái mic rẻ hơn cái mic này mười mấy lần. Và Sơn sẽ show cho các bạn xem về cái độ hút của mic nhá. Là ở trên này thì đấy, Sơn sẽ zoom cho các bạn xem. Là cái mic của Sơn nó đang ở chỉ cần 12 dB thôi. Mà cái mic Neumann này là 23 dB. Tức là cái mic của Sơn nó hút hơn rất nhiều. Về cái cơ bản thì mic của Sơn đánh giá thì so với hai cái mic này thì cái mic Neumann TLM-102 trong tai nghe của Sơn thì nó sáng hơn một chút. Tức là nếu các bạn nào ca hát cứ có cái sờ sờ tiếng Anh đấy, sao anh không sờ sờ, thì chắc chắn cái mic này nó sẽ xước hơn. Còn cái mic này thì có cảm giác là nó sẽ ấm hơn, nhưng mà nó khá là rõ ràng cái giọng của chúng ta ha. Tức là cái phần mid của nó khá là dày. Còn cái này thì nó mỏng và xước hơn. Đấy, cái này mỏng hơn. Nếu như các bạn nào mà thích kiểu hát tiếng Anh các kiểu thì chắc chắn là các bạn sẽ thích cái này. Còn những cái bạn nào mà muốn khá là dày và vẫn có cái phần air sờ sờ ở trên thì cái mic của Sơn thì khá là ok nhá. Tuy nhiên chúng ta hãy thử thu âm khi hát xem là cái mic của Sơn nó có ok không, nếu mà so với TLM-102 nhá. Và sau đây thì chúng ta sẽ test với cái mic TLM-102 nhá. Ok. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đông đầy. Ok. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu giàu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Ok, thì sau đây sẽ là cái mic của Thái Sơn. Mà khi mix nó một chút thì nghe nó như thế nào các bạn tưởng tượng nha. Ok. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu giàu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Ok. Đấy, là nãy giờ thì các bạn đã vừa nghe cái mic Neumann TLM-102 đắt gấp mười mấy lần cái mic của Thái Sơn. Thì các bạn cảm thấy như thế nào? Thực sự thì Sơn sẽ không thể nào biết được các bạn sẽ thích cái màu sắc của cái mic nào hơn. Bởi vì là mỗi người chúng ta sẽ có một cái cảm nhận. Nhưng mà bản thân Sơn về mà khách quan mà nói thì cái mic TLM này nghe nó mỏng hơn, nó không có nhiều cái tần số thừa bằng cái này. Và nó cái phần xì xì xước xước e e nghe nó phần cao ấy, nó bắt khá là nhạy. Nhưng mà bản thân Sơn thì thấy nó hơi nhạy quá nha. Đối với cá nhân của Sơn thôi thì chắc chắn là nhiều người sẽ thích cái này. Còn cái mic TLM mic Top Sound TS-01 thì đối với Sơn thì nó khá là ấm. Và cái phần e nó vẫn có chứ không phải là không. Thì nếu là các bạn
Nếu các bạn mới bắt đầu cái công việc làm nhạc thì Sơn nghĩ một cái mic 20 mấy triệu và một cái mic này thì chắc chắn thì cũng rất là đáng để cho các bạn có thể thử nghiệm. Với bản thân Sơn thì Sơn đã từng sử dụng cái mic này ở trong cái series Hitmaker và những cái người mà sử dụng nó ví dụ như là Onion, B-Ray, Huỳnh James và Pinboy và một số những cái số của Youngmaker, những cái bản mới cũng sử dụng cái mic của Thái Sơn và Sơn sẽ show cho các bạn xem cái âm thanh của nó như thế nào nhé. Thế nào em tính đi hay là lên phường, ta đăng ký kết hôn liền, ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chắc thêm nữa đâu, yêu nhau tay tầm này anh chẳng cảm thấy lắng lo. Lắm để ta nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thăng con kia tuổi tí, thôi anh xin tự em một hơi thở để thay thế điếu thuốc ở trên môi, và anh xin một bờ vai đợi chờ, xin một lần có thể được đền tội, xin bàn tay kia một lần nắm chặt và xin đừng để cái tôi được lên ngôi. Mọi cơn tức giận anh xin hãy tạm thời giữ lại những lời mà ta không nên nói. Và anh xin so gì mi để anh ghi em như đánh guitar, qua đêm nay em chẳng muốn đi xa, chìm trong không gian này chỉ có đôi ta. Và kết luận thì cái microphone của Thái Sơn tóm lại là nó bao nhiêu tiền? Thì trước khi nói nó bao nhiêu tiền thì Sơn sẽ nói về cái mặt mạnh cũng như là mặt yếu của cái mic của Sơn nhé. Sơn rất là khách quan bởi vì mình sản xuất mình phải hiểu cái gì nó phù hợp với giá tiền hay không. Đầu tiên điểm mạnh của cái micro Top Sound TS01 đó chính là âm thanh màu sắc của nó rất ok để mà chúng ta có thể thu âm những cái bản demo hay thậm chí là những cái bản nhạc official nếu như các bạn cảm thấy phù hợp. Cái màu sắc của nó rất là ok trong tầm giá. Nếu như mà trong cùng tầm giá mà các bạn thấy được cái mic nào nó ok như mic này thì Sơn nghĩ là nó cũng khá là khó đấy. Hoặc là các bạn phải trải nghiệm rất là nhiều micro khác nhau để tìm kiếm ha. Về những cái người mà hát tiếng Anh này, những cái người mà giọng mà kiểu yếu yếu này, Sơn nghĩ cái mic của Sơn nó khá là phù hợp. Điểm mạnh tiếp theo nữa là giá nó rất là rẻ. Và một cái điểm mạnh nữa là nó đã tặng sock mount và cái farm như thế này để các bạn có thể mua về là chúng ta đã có thể thu âm được luôn ha. Và nếu các bạn kết hợp với một cái combo mà có microphone và sao cạc và tai nghe ở bên Thái Sơn bán luôn thì Sơn nghĩ là cái combo đó rất là hiệu quả cho các bạn bắt đầu và giá của nó không quá cao. Ví dụ tầm 5 triệu mấy là các bạn đã có được một cái combo thu âm rồi. Đấy. Và điểm yếu có thể nói là duy nhất trong cái tầm giá của cái mic này đó chính là tạp âm nó khá là nhiều. Bởi vì cái microphone này như các bạn đã thấy lúc nãy Sơn show là nó bắt nhạy hơn cái mic này đến 10 dB, tức là cái mic này rất là hút ha. Và xung quanh Sơn nãy giờ là xe chạy cũng khá là nhiều, không biết các bạn có nghe cái tạp âm không, nhưng mà nó có chứ không phải không. Thì nó cao hơn con Neumann này một chút xíu. Và bây giờ Sơn sẽ im lặng và Sơn chỉ cho các bạn xem cái noise của nó có nhiều hay không nhá. Đấy, các bạn đang thấy là cái noise ở trong phần mềm này. Đang có xe máy. Nó cũng dao động tầm trừ 60 đến khoảng 50 mấy. Là một con số cũng không phải quá nhiều, tức là nó không noise đến độ mà các bạn sẽ phải bận tâm về nó. Tuy nhiên nó vẫn cao hơn Neumann, thì đó là cái sự thực mà Sơn phải công nhận cho các bạn thấy. Thì về cái khuyết điểm đó thì nếu như các bạn nào thu âm ở trong một cái môi trường thực sự yên tĩnh thì cái mic này nó rất là đáng đồng tiền bát gạo trong tầm giá nha. Và giá cuối cùng mà Sơn bán ra đó là 1.990.000. Đó là cái giá mà khởi điểm của cái mic này sau khi đã trừ rất là nhiều cái giảm giá. Thì các bạn có thể mua nó với giá là 1.990.000. Đấy. Và một cái cơ hội cuối cùng dành cho tất cả các bạn đang xem cái video này, đó là nếu các bạn đã xem cái video và các bạn hứng thú với microphone Top Sound TS01, hãy vui lòng comment một số, có 3 chữ số ở bên dưới cái clip này. Comment. Và ai là người may mắn thì đúng một tuần sau Sơn sẽ pin cái comment của người chiến thắng ở trong cái clip YouTube này và họ sẽ nhận được một phần quà, đó chính là một cái microphone Top Sound TS01 hoàn toàn miễn phí và Sơn sẽ ship tận nhà cho bạn nào chiến thắng. Và Sơn chắc chắn rằng đây là một cái microphone rất là thích hợp để bạn có thể bắt đầu công việc thu âm hay làm nhạc.
Và nếu các bạn tin tưởng, hãy vui lòng call ngay cái hotline của website hay vào cái website topsoundmusic.vn, chúng ta có thể tiến hành đặt hàng và nhận những cái giảm giá vô cùng đặc biệt và có thể lên tới 20-30% tùy vào từng cái giai đoạn nhé. Các bạn hãy click vào topsoundmusic.vn và Sơn rất mong có thể phục vụ tất cả các bạn và cung cấp cái microphone tốt nhất cho sự khởi đầu của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.